âm 10 độ lúc 9 giờ sáng. Hello everyone. Bonjour. Aujourd'hui, il fait trop froid. Trop froid. Il tombe beaucoup de neige. Hello mọi người có biết bây giờ là mấy giờ không? Bây giờ là 7 giờ sáng. Nhưng mà mặt trời vẫn còn ngủ. Mặt trời vẫn ngủ nè, cameraman quay mặt trời cho mọi người coi. Tuyết vẫn còn rơi à. Nè nè mọi người, anh zoom cái mặt em nè. Đó, hắt xì ngáp thôi mọi người mà cũng ra khói nữa nè. Đây, 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 đây. Zoom, zoom, zoom. Đây, đá bào nha mọi người, đá bào. Đó, ở đây bây giờ là có hai loại khói nha mọi người. Khói của Long Cao hút thuốc và khói của hơi lạnh. Đây, đây, đây. Như đá bào, tuyết nó như đá bào Việt Nam á. À, thật ra đợt này qua châu Âu thì rất là lạnh và cái mùa đang rất là lạnh. 7 giờ rưỡi gần 8 giờ sáng rồi mọi người, nó cứ giống như là 10 giờ tối. Hôm nay thì Nga sẽ tiếp tục khám phá Phan Phục một chút xíu, sau đó là sẽ lên xe về Luxembourg, shopping vui chơi một chút xíu, vào ngay tối thì mình sẽ tiến thẳng về Reims, France, thành phố Reims của Pháp, và sẽ có những hoạt động ở đó. Và Nga sẽ tiếp tục quay clip để mà up lên và shopping, đặc biệt là shopping cho mọi người, và những cái gì mà mọi người đặt hàng thì Nga đã đều ghi đầy đủ hết rồi. Chờ ngày Nga về Việt Nam thì Nga sẽ xách về và ship tận nơi cho mọi người nha. Ok. Rồi bây giờ quay một cái hành trình cho em đi, cho em tới đó nha.